Hey, hi các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Stubby Gaming ha. Và hôm nay thì mình sẽ mod Chip the Killer and Gene the Killer đi cướp tiệm tạp hóa các bạn ha. Ok, thì như các phần video trước mình làm về Chip the Killer và Gene the Killer thì Chip the Killer nó quá nổi tiếng rồi, với cái độ đẹp trai, cái độ lạnh lùng, cái độ hot boy của nó, cũng như là cái độ rất là sát nhân của nó kinh dị ha các bạn ha. Nhưng mà hôm nay thì sát nhân hoài thì nó cũng rất là nhàm chán, cho nên là mình sẽ cho hôm nay đi cướp tiệm tạp hóa các bạn. Như vậy thì mới bảnh đúng không? Ok, thì đây là nguyên một cái vườn trồng cần của mình ha. Dạo này thì cần cảnh sát nó bắt giữ quá các bạn ơi, cho nên là thu hoạch không có bao nhiêu hết. Nhưng mà bị bắt thì rất là nhiều rồi các bạn thấy không? Ở đây là mấy cây cần sa nè, mình sẽ chiếu gần cho các bạn xem. Đó, đây là mấy cây cần sa nè. Thì mấy cần sa này bây giờ chính phủ đang bắt rất là ghê, nó phạt rất là nặng, cho nên là hôm nay mình sẽ đi cướp tiền tạp hóa. Nó không có trồng cần sa nữa ha, cướp tiền tạp hóa như là việc nhẹ lương cao nha các bạn. Đây thì ở đây mình có location mấy cái tiền tạp hóa nằm ở trên đây nè. Đó, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu cướp cái tiệm nằm ở đây trước. Chép được killer đi cướp tiền tạp hóa thì còn gì bằng nữa các bạn. Cái vườn trồng cần này nằm rất là xa, rất là cách biệt với lại các thành phố. Wow, mình quên nói về con xe Winner nữa các bạn ha. Đây là một con xe Winner rất là đẹp đó, có rất là trước á, lúc chúng mình mod về đua xe đi phượt rồi các bạn, thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình mod con xe Winner này, nhưng mà lúc đó thì nó chưa mod được. Đó, thì hôm nay bạn Lê Hoàng Phúc đã mod cho mình được con xe Winner này rồi. Đó, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Winner này là Winner độ nha các bạn, chơi thắng đĩa Rainbow đàng hoàng á. Thắng đĩa luôn, cả heo dầu Rainbow luôn. Rainbow gọi là một cái hãng về những cái heo dầu rất là đắt tiền, xịn sò đó các bạn. Đó, các bạn thấy Trap the Killer chạy Winner nó ghê không? Nó đều có một phần ơ các bạn ha. Shape the Killer and the Winner. Má đọc đọc ngại miệng vãi cái lờ luôn ấy các bạn. Ok, hôm nay Shape đi thì phải có Gene the Killer đi theo mình. Đi cướp chở gái đi theo nó mới ngầu. Bắt thì bắt chung hai đứa, chết chung hai đứa luôn. Đó, đây là Gene the Killer rất là ngầu. Đây, và đây là cái tên tập hóa đầu tiên tụi mình hôm nay sẽ vô cướp. Đi vô em, Jim the Killer. Đây quá trời đồ bán, quá trời đồ ăn thức uống nè. Mình sẽ giả bộ, mình sẽ giả bộ mình vô mình giết đó, mình cướp tiền ha. Mày đó, chỗ nằm đây không ai biết luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở cái máy để mình lấy tiền, lấy gom liền. À, có bao nhiêu tiền lấy hết, hốt sạch hết. Rồi, sau khi hốt tiền ở ngoài quầy xong thì mình sẽ vô mình lấy cái két sắt của nó luôn. Oh, what the hell. Ở tiệm tạp hóa này không có két sắt ta. Đúng rồi, cái tiệm tạp hóa này không có két sắt. Đây, không có két sắt thì mình phải qua tiệm tạp hóa khác ha. Chuyển lẹ lên, má không công an nó biết bây giờ. Đây. Đó, thì tụi mình di chuyển bằng con xe Winner này thì tốc độ rất là cao, rất là nhanh. Cho nên tụi mình có thể cướp được 10-20 tiệm tạp hóa trong vòng 1 phút 30 giây thôi. Đó, Chip the Killer sẽ đi vào trong ngân hàng để nó cướp. Còn Chip the Killer đứng ở ngoài gọi là làm cảnh giác thôi các bạn ạ. Khi Bullet tới nói tiếng bắn liền. Mấy con xe Winner này khi mà chạy đẹp quá các bạn ơi. Đẹp nhất là cái bánh căm của nó ha. Bánh mâm chứ không phải là bánh căm. Đó, đây là màu xanh trắng, màu cũng rất là đẹp, cũng rất hot luôn các bạn ha. Mình thì cũng cực kỳ thích cái màu này luôn. Tuy là mình chưa có Winner nhưng mà nhìn vô cái màu này là mình kết liền, rất là đẹp. Mà nó chép chạy xe các bạn.
anh đi giết người cũng sát thủ, anh đi chạy xe cũng sát thủ nữa. Vô đây là dân Việt Nam Rocky Ball chính hiệu nha. Ok, tới rồi, tới rồi. Ở đây là tiền đột khóa thứ hai tụi mình. Hello Jin, chúng ta phải làm gấp rút thôi. Nếu không thì nếu như mà nó phát hiện ra rồi á thì rất là khó. Gì vậy? Giết cái tiền hốt. Đúng rồi. À, kỳ này là bội thu luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ vô trong mình kiếm cái sắt của nó. À đúng rồi, bên đây nó có cái sắt nè. Ở bên kia mà tiền đột khóa nó nghèo quá, nó không có cái sắt. Đó, cái sắt thì mình sẽ mở cái sắt ra. Nhưng mà đầu tiên muốn mở cái sắt này ra thì mình phải mở khóa mới được. Đó, rất là cam go. Đó, công việc mở khóa này thì cũng rất là khó khăn các bạn ha, lúc được lúc không. Đó, một em. Một ổ, ba ổ lần, nó khóa cho ba ổ lần ha. Phải mở từ từ. Nếu mình gấp quá là nó bị hư hết luôn. Nó khóa lại từ đầu. Ây, các bạn thấy không? Hồi nãy mình mới mở được một ổ mà bây giờ nó quay trở lại, nó khóa lại hết luôn rồi. À, rồi mở khóa nó mới ghê chứ. Ây, rồi mình sẽ tiếp tục, mình sẽ tập trung mình mở ra ba cái luôn ha. À, giáp thuật killer đã dặn khí thế luôn các bạn thấy không? Hai cái. Ờ, còn một cái nữa thôi. Ờ, nó mở ra được rồi. Đù, nguyên một tiền thôi các bạn thấy không? Đây là cái một tiền nhiều nhất, có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu tiền bạc nó buôn bán thì bỏ vô cái két sắt này hết. Hả? Quá đã luôn. À, hôm nay bội thu rồi các bạn ơi. Mà đặc biệt là hôm nay mình không thấy bullet đâu luôn. Má chuyên được killer, chỉ cần ngồi sau xe của Jeff là có tiền liền. Đâu cần phải gọi là cực khổ gì đâu hả các bạn. Đây, đây là tiền đột khóa kế tiếp của tụi mình. Này giống như là cướp tiền đột khóa trong Runway á các bạn. Ok. Đây. Đây là địa điểm của chiến tập khóa kế tiếp. Ê, phải lấy. À, có súng nữa nè các bạn thấy không? À, hôm nay đi cướp tiền khóa là phải đầy đủ. Nhưng mà thôi dùng dao đi. Trap the killer mà các bạn. Thôi nhưng mà cái thằng này thì oh what the hell. Sao cái tiền tục khóa này nó âm mưu vậy các bạn? Không có ai đứng bán luôn. Không có két sắt rồi. Má tiền tục khóa này nhìn ghê vậy. Đúng rồi, tiền tục khóa này không có ai các bạn. Năm ô vãi cái đáy. Mà tới nỗi trap to kill lên nó còn sợ nữa mà. Hơi xuống em ơi. Khóa này không ổn rồi. Không ổn mà không nên cướp. Nó này giống tiệm cần sa hay là cái gì đó các bạn. Đúng không? Thôi không quan tâm, ghê quá. Đi chỗ khác. Lên em ơi. Đù má đèn dán màu xanh luôn ghê. Này nó có ngược đường không ta? Để mình xem. Mình qua đây đi. Mình qua bên đó rồi mình phải vòng lại nữa, vòng lại qua bên đây nữa. Tại vì bên kia nó có một tiệm mà bên đây nó có tới hai tiệm rồi nó vòng xuống nữa. Ok, ok. Ok, listen up. Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À, cái đèn này gắn để cho có thôi, tại vì nó dán bích chịch hết rồi. Không có sáng được. Má trời càng ngày càng tối thôi các bạn ha. Cướp từ chiều tới tối luôn. À, cướp là phải đi buổi tối không các bạn.
cuộc hội là cướp từ tối đến sáng luôn à. Ghê vậy. Má cướp mà phải cướp là hả, từ ngày này qua ngày khác, từ đêm này qua đêm khác luôn. À đu, má tình thuộc hóa này nhìn bự dữ ta. Ngon dữ ta. Ủa, em phải tìm được hóa không? Đúng rồi. Má bên kia đủ má tiệm Nguyễn Ngân Hàng luôn kìa. Rồi để mình vô ngân hàng này coi thử coi sao ha. Có súng luôn nè các bạn. À đu mà. Này nó có cái cửa rồi, vô không được. Thôi bộ tìm được hóa này cho chắc ăn. Sao? Có tiền giờ đem ra mày. Đù mà nó đưa nó tay thối lên kìa. Mất dạy. Mày dám. Các bạn hồi nãy thấy nó giờ nó tay thối lên không? Nó sỉ nhục mình không? Nó tưởng là mình không có tiền, nó khinh bỉ mình. Nó thấy mình hàng quá. Ây, két sắt. Ngon lành. Chết mẹ. Bấm nhầm các bạn, bấm nhầm nút reset. Một em. Ây da, mình lại bấm nhầm nữa. Ây da, xảy ngộ rồi. Mở ra một em. Bình tĩnh các bạn ơi. Gì ấy, tiếng gì vậy? Hai em. Ok. Quá ngon lành, lắm. Rồi chun. Ở mấy cái vùng ngoại ô này các bạn thì cảnh sát nó rất là ít hoạt động ha. Cho nên là những cái vụ cướp của mình nó diễn ra rất là suôn sẻ. Bây giờ mình vô thành phố nè. Vô thành phố thì mình cũng rất là lo. Lo là tại vì cũng biết cho thành phố là tụi bullet nó có làm khó dễ tụi mình hay không nữa. Ở đây là một cái khách sạn nè. À, để mình vô đây mình ngủ tí rồi đợi đến sáng mình đi tiếp ha. Giờ cũng trễ rồi. Mình vô thử coi xem ở trong khách sạn này như thế nào. Wow, đồ mắc ghê vậy. Các bạn thấy phòng ốc rồi rộng rãi thoải mái, toilet. Rồi mãi giờ vãi đái luôn các bạn. Mãi giờ kinh khủng dơ luôn. Thôi được rồi. À, bây giờ tụi mình lên giường ngủ nha. Rồi sau đó tới sáng tụi mình đi tiếp. Ok, đợi các bạn thấy đồng hồ. Bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm. Đó. Đi giờ này thì mấy tiệm tạp hóa nó cũng đóng cửa hết trơn rồi. Vậy ha. Ok các bạn. Và bây giờ thì trời đã sáng rồi ha. Đó, giờ tới 1 giờ trưa luôn rồi kìa. Đó, ngủ gì ngủ dữ rồi, ngủ nướng luôn các bạn. Ngủ tới 1 giờ trưa luôn. What the fuck vậy? Rồi. Lên xe thêm ơi. Bây giờ địa điểm kế tiếp của mình là vô thành phố. Tất cả mọi người tránh đường, tất cả mọi người tránh đường. Trapper Killer đi cướp thì tập hóa đây. Đồ mã này vô thành phố nó dẫn mình đi đường tắt. Để mình xem đường này có gần hơn không. Xa hơn là bỏ mẹ luôn. À, chắc mình chắc chắn là sẽ gần hơn rồi. Đường này cũng đi ra đường lớn ha. Ok, mình sắp tới rồi các bạn ơi.
các bạn thấy Jeff the Killer chạy xe nhìn sát thủ ghê không? Á, à, xém nữa té sắp mặt lờ rồi. Đâu rồi, tìm đâu rồi, ở đây hả, đây phải không? Ở đây. Vô lẹ mày. Hả, à, nhỏ này là măng chậm chậm. Đâu, nó chửi mình luôn kìa. Má có thấy mình cầm dao nó chửi mình luôn kìa. Thằng này mất dạy. Sao? Mày dám đuổi tao mày? Má nó nhìn cái mặt mình nó còn chưa thấy ghê nữa, mày dám đuổi mình. Ai vô tình gom tiền luôn. Ê, cái sắt à. Ngon lành. Má nằm tứ thương ghê không? Hết to mồm với cưng. Ok. Điểm tiếp theo của mình giờ bây giờ mình vô trung tâm thành phố luôn đi. Cướp một cái nữa rồi nghỉ luôn ha các bạn ha. Chứ mình đi cướp nó cứ rải rác vậy hoài thì một hồi nữa cảnh sát nó sẽ phát hiện ra mất. Chắc chắn với các bạn là nó sẽ phát hiện ra. Cho nên là mình cướp một lần này nữa mình nghỉ luôn. Để chừng nào xài hết tiền đi cướp nữa. Điểm gì chó vậy các bạn? Hy vọng cái lần cướp cuối cùng này của tụi mình sẽ diễn ra thật là suôn sẻ. Dạ. Má xe hơi. Á, sợ hồi nãy mình thấy lúng dưới đất luôn á. Gớ thiệt chứ. Sợ thiệt chứ. Rồi sắp tới luôn rồi các bạn ha. Đồ mà thiệt là quá này có bộ lớn rồi nha. Trời má thì tập hóa kim cây xăng. Thì tập hóa này thì tập hóa gọi là có tên tuổi đàng hoàng như các bạn Limited nha. Đó Limited Gas Online. Cái tiệm xăng đó cũng là của nó luôn nè. Wow cái này hơi bị nhiều tiền đó nha. Nên là mình sẽ dùng súng. Từ tiền mày. Nói nhiều. Nói tiền ra. Mày không muốn tao làm đau mày thì giết mày thì mày hãy đưa tiền ra cho tao, lại lên. Chậm mày. Đù mày nó dục xuống kìa. Mày hả mày? Chết mẹ nó cảnh sát tới rồi. Thôi kệ mẹ để mình lấy thêm cái sắt đó đi rồi mình chạy ra sau. Đúng không? Vì vụ cuối cùng lúc nào nó cũng không có êm đẹp hết. Lúc nào cũng là một cái kết rất là đắng các bạn. Áo bullet tới rồi. Cay à. Khẩn trương lên, khẩn trương lên. Không sao, có con chin nó ở ngoài mà. Cái xe tơi đông quá rồi đó. Ok. Phi vụ cuối cùng. Em mèo ơi. Đã lên, đã lên. Đã lên có súng bảo vệ cho em. Lên xe lên em, lên xe lên em. À, bullet tới nè. Mày hả con? Má có trực thăng tới luôn rồi. Ê, đừng có phát nè em.
Bậy quá. Mày dễ trời ơi, nó đụng chết luôn. Té xe luôn. Thua. À, để lên em lên xe. Chết mẹ, con xe hư luôn rồi. Mẹ, con xe gãy làm đôi luôn rồi. Rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên em. Má anh cho em ở đây luôn bây giờ. Cái mà bullet này chó đẻ lắm. Rồi chết mẹ, nó chạy đường cục luôn rồi. Thôi bây giờ sống chết tùy duyên luôn nha. Hai ba lên đi, lên đi. Có du thuyền nè. Lên em. Má chuẩn bị sẵn sàng rồi hết rồi. Đâu phải dở nữa các bạn. Mà set up đồ hết rồi. À, có thuyền. Dạ. Má mình tưởng nó bullet đi thuyền rồi luôn chứ. Đâu mà mày cho nó chạy hả, trăm mã lực luôn các bạn thấy không, chạy vậy ông nội nó dí theo mình cũng không kịp nữa. Dí đi, dí đi, đó nó cho thuyền bullet cái luôn rồi nè, chấp nó luôn, nó dí cũng không kịp mình nữa. Trời, bay không á. À, con tạo mình bay không á. À, tục được chứ. À, dí đi mày, dí đi, cho mày dí đó, tao chạy đủ mới khỏi. Cho chạy ra khỏi bản đồ người ta năm luôn. Dí đi con. À, thuyền tàu bay không á chứ không có chạy đâu mà dí. Phải cái nồi này chứ. Đó, chạy sắp hết sao luôn rồi. Đó, mình thoát khỏi sự truy nã của Bullet bằng Trinity Killer rất là êm ấm luôn các bạn không? Một tình yêu thật đẹp. Mày dí hả con? Dí hả? À, nó còn đảo đảo qua đây kìa. Cái này lì lắm, mới cho cái xác nó lì. Rồi, hết truy nã luôn, dí, bị đặt dí nữa. Rồi, vậy là ok các bạn nha. Mình sẽ ở đây để cho tụi cái xác nó rút đi hết. Rồi tụi mình mới có thể là trở vào trong đất liền để có thể tiêu xài được cái số tiền đó. Và cái video lần này của mình kết thúc tại đây ha. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Và nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ cho một like, một subscribe. Và quan trọng nhất là các bạn hãy nhớ ấn vào cái chuông để xem được những video mới nhất từ channel của mình nha. Ok. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của Stormy Gaming nha. Bye bye tất cả các bạn.